Tin Việt Computer xin chào mọi người nha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người mẹo đuổi chuột rất là hay và chia sẻ cách làm một cái bẫy chuột bằng chai nhựa bắt chuột rất là hiệu quả. Mọi người cùng theo dõi nha. Đuổi chuột đặt hàng tiêu. Cách làm: tiêu giả nát rất xung quanh hang chuột, nơi chuột hay chạy qua chạy lại. Mùi hắc của hạt tiêu sẽ khiến lũ chuột cao chạy xa bay. Hai là đuổi chuột bằng giấm. Cách làm: lấy bông gòn thấm giấm để ở miệng hang nơi chuột hay qua lại. Ngửi thấy mùi này chuột sẽ chạy. 3. Đuổi chuột bằng bột giặt. Rải bột giặt nơi chuột hay qua, nó nghe mùi nó sẽ bỏ đi hạt trộn với cơm. Nó ăn một lần sẽ bỏ chạy mất dép. 4. Là đuổi chuột bằng tinh dầu. Cách làm: nhỏ dầu dấu quanh hang nơi nó hay qua lại, chuột nghe mùi này nó sẽ bỏ chạy. Ngoài ra ta có thể dùng tinh dầu tràm, tinh dầu xả, hạt long não và nhiều cách khác nữa. Nhưng các cách trên rất là tốn thời gian và đuổi cũng không triệt để lắm. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người một cách làm cái bẫy chuột bằng chai nhựa rất đơn giản, không có tốn chi phí nhưng mà rồi bắt chuột rất là hiệu quả nha. Mình cần hai cái chai nhựa 5 lít và một tấm gạch tông và một cái đoạn dây kẽm. Trên cái đường lạc phần trên á, như mình nha mọi người, cắt ra một chai. Chai còn lại thì ta cắt cái phần đít đi. Cắt như vậy đó. Rồi phần đầu thì ta cắt xịt xuống cái đường lạc một tí, khoảng một phần. Rồi bây giờ thì mình sẽ nối hai cái chai lại với nhau. Bỏ vào nối thì rất là dễ dàng. Đó. Giờ ta sẽ chuẩn bị món hàng và chấm những cái món hàng để cho hai cái chai nhựa nó dính lại với nhau. Rất là đơn giản. Cẩn thận không nha mọi người. Chai này nó có chiều cao khoảng 40cm nha mọi người. Như vậy là nó rất là sâu. Nhưng mà chuột nó dính vô rồi ra thì không nhảy lên được. Tiếp theo thì ta sẽ cắt miếng gạch tông. Đặt cái chai lên để mình vẽ một đường, mình đo cái đường để mình cắt cái miếng gạch tông. Bỏ bên trong của cái chai làm cái mặt bằng bẫy. Cách làm cái bẫy này rất là đơn giản. Giờ mình sẽ chùi hai cái lỗ hai bên, rút thử cái đầu dây kẽm vào. Đơn giản, không có tốn chi phí gì nhưng mà bắt chuột rất là hiệu quả nha mọi người. Thì mình bẫy bằng cái này là dính liên tục đó. Giờ mình kết dính cái cặp tông vào cái đầu dây kẽm và xỏ vào cái chai, đo và cắt bẻ hai cái đầu lên để cho nó khỏi bị chuột ra. Kéo nết, kết dính cái miếng gạch tông với cái đầu dây kẽm vào để cho nó cố định chắc chắn. Giờ thì mình sẽ bỏ mồi lên cái miếng gạch tông để nó kéo dán lại. Mồi bánh hay mồi đậu phộng thì chúng nó rất thích. Và bỏ một ít nước vào bên trong nữa. Như vậy đó. Giờ mình sẽ bắt đầu đi bẫy nha mọi người. Bẫy này thì mình đã bẫy từ trước, rất là hiệu quả nên chia sẻ cho mọi người đó. Đó, chuột nó đu như vậy là nó ăn ngồi nhưng mà nó mà cảm thấy mỏi mệt rồi là nó xuống cái miếng cặp tâm và nó bị rớt xuống dưới rồi đó. Tiếp tục con thứ hai này mọi người, nó chạy lên quanh và nó cũng chạy vô tiếp. Nhảy lên rồi đó, nó tiếp tục nhảy xuống và đã bị dính xuống dưới.
Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Nhớ nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất và hấp dẫn hơn nữa nha mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau.